nâng lên mọi cột mốc cùng Carlsberg. Chất men của thành công. Carlsberg chỉ một chất men đánh ngàn thành tựu. Ok thưa quý vị, trận thi đấu tranh chức vô địch của thị trường snack giữa đương kim vô địch Super Snack và tân binh Red Red xin chính thức bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, vừa bắt đầu trận đấu thì Red Red đã bị dồn vào góc võ đài. Kính thưa quý vị, trước những đòn tấn công sắc sảo của Super Snack thì Red Red giống như là đang đi ăn buffet vậy, không biết ăn cái gì trước. Wow! Ơ kìa! Vâng, kính thưa quý vị! Vâng, trận thi đấu kết thúc và chúng ta đã có nhà vô địch mới của thị trường snack, Red Red! Xin cảm ơn các võ sĩ. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Xin kính chào các sếp, tôi tên là Vicky Nguyễn, tôi là co-founder và là CEO của Red Red, một food tech startup khai thác các giá trị độc đáo, thú vị của con dế để đưa vào các sản phẩm snack và đồ ăn vặt có yếu tố độc lạ, ngon, thú vị, thân thiện với môi trường và đặc biệt là lành mạnh. Hôm nay tôi đến đây để muốn kêu gọi vốn đầu tư tối đa 250.000 đô để chuyển đổi cổ phần cho vòng gọi vốn tiếp theo với mức định giá tối đa là 1.5 triệu đô la Mỹ. Sau đây xin mời các sếp dùng thử sản phẩm của chúng tôi ạ. Nắm bắt được lợi thế và nhu cầu của người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, tốt cho sức khỏe nhưng không từ bỏ cái cảm giác sensation và cảm giác thích thú khi snacking, Red Red đã cho ra các dòng sản phẩm trước mặt của các sếp như sau. Đầu tiên là dòng dế sấy nguyên con ba vị, wasabi, phô mai, trứng muối. Với mỗi gói 25g chúng tôi bán cho người tiêu dùng thì người tiêu dùng sẽ nạp được 14g đạm, tương đương với một khẩu phần đạm của một người lớn một bữa ăn. Sản phẩm tiếp theo đó là bánh phồng dế trên cạn, cứ 40g đạm, tức là một serving size, là người tiêu dùng sẽ nạp được vô là 4g đạm. Cái đặc biệt ở trong cái công thức sản phẩm của chúng tôi đó là một cái nguyên liệu độc đáo, nó là một cái patented ingredient. Thì với cái việc mà sử dụng cái nguyên liệu này thì trong quá trình chế biến nó sẽ chặn dầu ngấm vào trong miếng bánh và sau khi dầu hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ lôi dầu ra khỏi cái miếng bánh. Vì thế sản phẩm của chúng tôi vẫn được là một cái sản phẩm giàu dinh dưỡng, thân thiện cho người tiêu dùng, tốt cho sức khỏe và không có trans fat. Với chúng tôi, the sky is the limit. Thị trường có snack gì chúng tôi có snack đó, nhưng chúng tôi ngon hơn, dinh dưỡng hơn và thân thiện với môi trường và mang lại giá trị bền vững cho xã hội. Chúng tôi hy vọng các sếp có thể tham gia cùng chúng tôi để xây dựng Red Red cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn bán lẻ có mặt ở Việt Nam. Tại sao phải là dế? Có đắt hơn là gà, cá rồi các món thực phẩm thông thường không? Được chứng minh bởi khoa học và rất nhiều hiệp hội nhận định đây là một cái sản phẩm, một cái nguồn nguyên liệu bổ sung đạm cho con người nhưng mà không để lại tác động tiêu cực trên trái đất. Khi mà nói về so sánh về giá thì mình phải mang tất cả các nguyên liệu để mình đưa vào một góc, đó là ướp. Thì khi mà mình đưa đạm dế về dạng thể ướt á thì là dế nó rẻ hơn heo, bò, gà. Cái vùng nguyên liệu của em ở đâu, em phải nuôi à? Thực ra là một shareholder chính của Red Red là công ty tên là Cricket One. Thì công ty đó hiện giờ là, nếu mà nói về quy mô sản xuất và cái khả năng cung cấp á, thì là một công ty đứng đầu thế giới. Thế họ nuôi dế à? Dạ vâng ạ. Có rất là nhiều công nghệ involved trong cái phần nuôi dế và cũng như là chế biến ạ. Ngoài cái rào cản về mặt tâm lý khi mà sử dụng côn trùng làm thực phẩm, có một cái rủi ro về an toàn thực phẩm này, có thể gây ngộ độc hoặc là các cái triệu chứng về dị ứng. Thậm chí là Bộ Y tế đã có từng có những cái khuyến cáo về việc này. Thì không biết là bên mình đã có cái cách xử lý như thế nào để đảm bảo cái sự yên tâm cho người tiêu dùng. Cơ thể con người của chúng ta, người này có thể dị ứng cái này, người kia có thể dị ứng cái kia. Thì trách nhiệm của người sản xuất và một thương hiệu là phải đưa tất cả các thông tin khuyến cáo lên trên bao bì là một. Cái thứ hai nữa là nói về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả các ngành đụng đến thực phẩm, đụng đến chế biến đều phải đặt cái yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Cái công ty mà chế biến gia công Red Red tên là Cricket One, họ có hai cái nhà máy với quy mô là hơn 3.000 tấn đầu ra, tức là khoảng 12.000 tấn tươi đầu vào mỗi năm. Họ có chứng nhận FSSC 22.000, thì đây là một cái chứng nhận cao cấp. Mình đã gặp tình huống rắc rối nào liên quan đến việc ngộ độc hoặc là dị ứng chưa? Rất may mắn là về phần ngộ độc thì là chưa có và cũng tự tin là sẽ không có. Nhưng mà phần dị ứng thì nó sẽ là một cái khuyến cáo, giống như là mình cũng có thể dị ứng với đậu phộng, có người cũng dị ứng với tôm, cua, bò, gà. Thì đó là một cái khuyến cáo mà thương hiệu bắt buộc phải để lên bao bì.
tôi thì tôi nghĩ là có một cái chút xíu về mặt thị trường nó sẽ như thế này này. Tức là khi người ta ăn snack thì người ta chọn một cái thứ gì đấy ăn để nó vui ấy, thỏa mãn cái sự là ok chúng ta cần một cái thứ gì đấy nó enjoy. Chúng ta bổ sung đạm thì chúng ta sẽ ăn, hoặc là chúng ta ăn ức gà này, chúng ta ăn thịt bò này, hoặc là ăn hạt. Bây giờ mình đang tìm một cái cách là để ăn snack nhưng mà lại bổ sung đạm. Mình đang làm một cái thứ mà nó phải educate thị trường từ cả hai đầu luôn, từ cả cái mindset của người ta khi mà đang ăn cái snack như thế nào, và từ cả phía sản phẩm của mình là vượt qua được cái rào cản tâm lý của người dùng. Có một cái nghiên cứu thị trường của một công ty tên là Kenta. Họ đã có đặt ra những cái câu hỏi là người tiêu dùng mong muốn sử dụng sản phẩm gì. Người ta muốn sản phẩm lành mạnh hơn, giàu dinh dưỡng hơn nhưng vẫn phải ngon. Đó là cái mà Rắc Rắc muốn xử lý và muốn giải quyết được, đó là tụi em đưa ra những cái dòng. Nếu như cái việc mà dùng dế nguyên con nó quá hạt con thì mình có thể dùng bánh crackers, cái bánh phồng tôm này. Thì nó vẫn cho cái cảm giác sensation và thoải mái thú vị khi ăn snack. Sản phẩm cracker là cái giải quyết tất cả các vấn đề, là vẫn có dinh dưỡng, vẫn lành mạnh, nhưng người tiêu dùng không phải từ bỏ cái việc enjoy khi mà ăn snacking. Khi mình đưa cái sản phẩm này ra thị trường vào thời điểm đầu năm nay, dạ vâng, đến nay thì cái thành tựu đã như thế nào rồi? Khi ra mắt thì sale hiện giờ của tụi em đâu đó khoảng 7.000 đô la Mỹ. Nhưng mà sẽ tập trung một số cái kênh là tiêu dùng cao cấp. Nếu mà thành tựu mà tụi em suy nghĩ về phần branding và phần educate thì tụi em nghĩ là rất tốt. Tại vì khi mà tụi em đưa sản phẩm ra cho người tiêu dùng, tụi em sponsor cho event, tụi em luôn luôn có cái phần collect data. Tụi em biết được là sản phẩm tiếp theo người tiêu dùng mong muốn là gì. Tại vì đến 30% người ta mong muốn sử dụng cái sản phẩm đạm dế nhưng không ở trong cái hình hài của con dế. 7.000 đô một tháng mà có tăng không? Dạ có tăng ạ. Ban đầu nó là 2.000, nhưng mà đến thời điểm này là trung bình là 7.000. Và tụi em với cái sản phẩm mà cracker tiếp theo á, là trong vòng 2 tuần nữa nó sẽ lên kệ của siêu thị, của cửa hàng tiện lợi. Thì khi đó tụi em project đến tháng thứ 6, từ lúc mà tụi em ra mắt sản phẩm, nó sẽ là được 50.000 đô ạ. Em xin mời Chef Eric ạ. Cracker ngon, nhưng mà cái hương vị mala là gì ạ? Dạ mala nó là khá trendy flavor vào thời điểm này, nếu mình như giới trẻ rất là thích gỏi hay lao. Hot pot, right? Yeah, kiểu hot pot, kiểu hot pot style của Trung Quốc rồi Đài Loan rồi. Kiểu hạt tiêu cay. Hồ tiêu với kiểu hơi tê 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 tê. Cái này là có dế trong này không ta? Dạ, trong cái miếng đó là có 15% đạm dế. Về cái holding structure. So you're the founder of Cricket One. Yes. Founder of RecRec, which is a separate company? Yes, this is a separate company. Are you suggesting the sharks invest in a separate company or Cricket One, and what's the interface agreement? Okay, allow me to make it like clear that so the holding structures of RecRec is funded by Cricket One 50%, and then another retail, like e-commerce distribution, and so 50% coming into RecRec. If you want to make your investment, you're going to invest direct into RecRec, not Cricket One, not the other e-commerce retailers. I would say it's like Cricket One owe 50%, and out of that 50%, I owe 25%. Is cap table is two parties, 50-50 JV between? Yeah, so 50-50, and also because this is a retail business, so we save quite a very generous room for ESOP. So we cut like 15% of the total share for ESOP. 15% ESOP. Yeah, 15.15. So we give it to our core members. Với một cái sản phẩm mới mà chưa có doanh thu thực tế từ thị trường, không biết là mình có một cái ví dụ nào từ những cái đất nước khác hay là những cái thị trường khác mà có cái sự thành công của những cái sản phẩm tương tự như thế này. Anh có biết cái chuỗi Muji không? Dạ, họ có một cái dòng là bánh mà phát triển từ dế. Là họ bây giờ kiểu sold out complete cái store của họ ở vừa e-com mà vừa cái physical store, là họ đã sold out. Và họ dùng đúng cái concept luôn là cái bánh phồng tôm, nhưng mà kiểu different texture, kiểu cái kết cấu nó khác nhau, tại vì nó gọi là senbei, thì nó sẽ là bột gạo. Và họ bán ở Nhật thôi à? Họ có xuất khẩu ra nước ngoài? Thật ra là nếu mà ở Nhật thì ở Thái Lan cũng có. Gọi 250.000 và discount bao nhiêu vòng sau? Hiện giờ tụi em không discount ạ. Không discount? Dạ vâng ạ. Và tụi em đang structure theo hướng safe. Ồ, không discount thì mình đầu tư sớm vậy để làm cái gì? Dạ được chứ, tại vì the next round, nếu như mà tụi em perform theo đúng cái projection thì cái valuation nó sẽ dễ dàng là 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Nhưng mà anh đã được convert ở cái mức là 1.5 triệu ạ. Vậy là phải chắc chắn là phải có định giá trên 1,5 triệu thì cái việc đầu tư này nó mới có một chút lợi. Nếu mà đến vòng gọi vốn tiếp theo mà tụi em chỉ lấy được định giá là 1.2 thì chắc convert ở 1.2. Các sản phẩm snack tràn ngập trên thị trường rồi, vì sao người ta sẽ ăn snack của em? Tại vì nó tràn ngập trên thị trường rồi nên phải có một cái yếu tố độc lạ, mới và dinh dưỡng cao, đó là dế ạ. Thực ra là dinh dưỡng người ta nghĩ là giờ người ta không quan tâm lắm đâu, vì người ta là cái nào ăn ngon là chính thôi, chứ còn tụi em vừa ngon mà vừa dinh dưỡng. Tôi khuyến khích cái tinh thần nghĩ khác làm khác, đưa ra sản phẩm mới để cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn, là như thế là rất tốt. Hiểu không? Đấy, nhưng mà vì là
tôi không hiểu biết và cũng không có hứng thú trong lĩnh vực này nên tôi sẽ không đầu tư. Chúc bạn thành công. Em cảm ơn Shark Bình. Trước khi các Shark khác ra quyết định, cho biết em nêu một điểm khá là lợi thế của RecRec. Tất cả các food tech mà có sản phẩm ở Việt Nam cũng như ở thế giới, cái pha đầu tiên của họ từ 9 đến 12 tháng là phải R&D sản phẩm. Họ phải build được một cái value chain, một cái supply chain của họ. Rồi từ đó họ mới có một cái MVP và họ đi gọi đầu tư. Nhưng với RecRec nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Production, supply ingredient nó đã được kiểu secure, đã được ưu tiên bảo toàn, mà còn có một cái hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên là exclusive cho cái brand ở Việt Nam. Tức là RecRec start, cái starting point is different than the rest of the other startup. Startup của bạn doanh thu nó cũng rất là thấp. Và dự kiến nguyên cái doanh thu nguyên năm sang năm là bao nhiêu? Tụi em dự kiến năm 2024 sẽ là 700.000. 700.000? Dạ vâng. Nếu như dựa theo cái feedback từ buyer và dựa theo những cái kênh mà tụi em focus thì cái này là khả năng có thể sử dụng được. Ví dụ như là tụi em có thể khai thác được cái kênh bán hàng của Beta Cinema. Họ có hơn 25 cụm rạp. Tụi em có thể mở rộng luôn cả CVS. Đó là những cái kênh bán hàng ngoài cái kênh Modern Trade thì nó sẽ là một những cái key account tiêu dùng tại chỗ. Quán nhậu, quán bar, nên em nghĩ là với cái con số đó là tụi em đang projection khá conservative. Đâu có phải là bán một cái này là người ta mua snack của bạn và người ta dẹp không mua những snack khác đâu. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Mình mới bắt đầu vào sản phẩm này là sản phẩm đó. Nói chung là thị trường ngách nữa, thị trường mà khó tính nữa, cho nên mình đừng có hy vọng rằng mình bùng cái từ 5 ngàn lên tới 7-800 ngàn là con số nó khủng khiếp. Mình không có biết về ngành này nên thôi mình xin rút. Dạ, cảm ơn Sát ạ. Thì cảm ơn nha, chúc bạn thành công. Khi mà đánh giá một cái sản phẩm, cái quan trọng nhất là nếu mà đứng từ cái vai trò khách hàng á thì mình có lựa chọn một cái sản phẩm này không. Ở ngoài kia luôn luôn có rất nhiều lựa chọn, tức là khi người ta bước vào một cái quầy mà bán snack thì có thể là người ta có đến hàng trăm lựa chọn cơ. Và tại sao người ta lại pick một cái sản phẩm của RecRec thay vì là một sản phẩm của một thương hiệu khác, thì đó là câu chuyện mà phải đi rất dài hơi và thậm chí là nhiều vốn. Và đứng từ phía là nhà đầu tư thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất đối với nhà đầu tư là phải hiểu cái gì mà mình đang đầu tư vào, hiểu cái lĩnh vực mà mình làm. Thực sự thì đây không phải là lĩnh vực mà chúng tôi có hiểu biết đủ sâu, nên là với điều này thì tôi cũng sẽ không đầu tư. Trước khi Shark make decision, EU they legalized cricket insect consumption with one condition, that you have to be authorized with Novo Food license. And Cricket One is the only one outside of Europe get that authorization at this moment. You can see it as a problem or an opportunity, because if Cricket One is the market leader and on the licensing side as well, interface agreements with the two entities should solve that, right? For us, it's like we have to go back to the contract negotiation and some of the terms. Cricket One and RecRec at the end of the day put it aside shareholder relationship, still client to the client. Cricket One have to please RecRec, and RecRec have to treat fairly to Cricket One, and this is how the market builds. And that's it. Cách Vicky trả lời các câu hỏi qua Shark. Cũng nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất là thú vị. Không biết có nhiều tech angle hay không? Dạ có. Có à? Ok. Thực ra là cái market của Cricket One là xuất khẩu, còn RecRec là bán lẻ. Thì với cái sản phẩm bán lẻ là there's no border. Nhưng mà sản phẩm với nguyên liệu sản xuất từ Cricket One thì không có lý do gì mà RecRec không bán được ở châu Âu, không bán được ở Mỹ, không bán được ở Nhật hay ở Hàn Quốc. For us it's like there's no geographic barrier here. I'll put in 100, but I want the valuation cap to be 1. 1 million. Preferably là 250.000, nhưng mà a good news là em vừa mới ở Singapore về thì tụi em có close cũng một cái same term với một cái fund. Cái structures của vòng này là safe. Thì hiện giờ là there's a room. We want 250, but if you come in 200, you can also ask Fratman to join. Yeah, and then you can negotiate with the sharks. Do you have any thing to think about Beta Cinema? Think about you're gonna be Beyoncé. No more popcorn. Nếu mà nghĩ về khách hàng của Beta Cinema thì cũng khá là khó để tiếp cận với cái mặt hàng này. Tại vì các bạn trẻ thì các bạn chưa phải cái tuổi quá là cẩn trọng về cái lượng đạm hay là những cái sự dinh dưỡng trong cái việc các bạn snacking, ăn những cái đồ ăn vặt. Và một cái rào cản tâm lý có lẽ cũng sẽ khó để thuyết phục các bạn để cái thói quen đi xem phim thì sẽ là ăn bỏng ngô và những cái mùi hương đó và tất cả những cái trải nghiệm đó. Thì thành ra là cái synergy mình chưa có thấy rõ lắm. Về cái mô hình kinh doanh này thì mình nghĩ nó cũng có tiềm năng, nhưng mà dữ kiện từ thị trường thì chưa rõ nét. Cho nên là I'm out.
Nhưng mà rất là hy vọng bạn sẽ có được sự thành công. Dạ, cảm ơn Shark Minh. Retail is difficult. Adaptation, I noticed that Tuệ Lam hasn't tried it yet. So there's a little bit of risk. Yeah, I think it's this is a founder bet. He's obviously well versed, speaks very well, thick skin, easy to tell. I'll put in 100, but I want the valuation cap to be 1. Tổng số vốn đầu tư mà RegRec muốn gọi vào thời điểm này theo cái structure safe là 250.000, và hiện giờ là RegRec đã có một khoảng 150.000 đô cover bởi một nhóm investor và một cái VC khác rồi ạ. Nên là 100.000 cho cái valuation cap 1 triệu. So we have a deal. Do we? Yes. Very much we do. Trust me, gonna be 3x from that cap. I and then you're gonna it. Feel so good. I trust that. You, yeah, I trust you, definitely. Thank you very much. Casper, chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Trở về từ bể cá mập thì chị Bích thấy như thế nào ạ? À, rất may mắn là sống sót, nhưng mà rất là excited, rất là vui. Vì các sát chị đặt các câu hỏi rất là thực tế, mà cũng là từ các câu hỏi của các sát mà mình có thể biết được là sắp tới mình nên chuẩn bị như thế nào cho sản phẩm mới. Nâng ly mừng thành tựu này! Yeah! Yeah! In the TVC, don't really have to flip, drop a bit on the floor. Vậy cái tên nào mà mình kỳ vọng trước khi bước đến Shark Tank? Mình mong chờ Shark Minh Beta nè, Shark Bình nè. Nhưng mà cái người mà mình mong chờ nữa là thực ra là Shark Eric. Tự vì RegRec không phải một công ty sản xuất truyền thống. RegRec là một cái food tech, mà đã là food tech thì phải có công nghệ. Với cái hệ sinh thái, những cái portfolio mà trong quỹ AML đầu tư thì mình nghĩ là sooner later at some point sẽ có những cái crowd function mà mình có thể khai thác tận dụng được. Và để ghi dấu cột mốc này bằng một kỷ niệm chương đến từ Casper, và đặc biệt hơn nữa là một phần quà phiên bản Tết đặc biệt đến từ Casper, xin gửi tặng anh chị ạ. Xin chúc cho doanh nghiệp của mình sẽ đạt được nhiều thành tựu và ghi thiệt nhiều dấu ấn trong tương lai. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Casper và cảm ơn Tiên. Nâng ly mọi cột mốc cùng Casper. Chất men của thành công. Casper, chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.